vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Clip này thì mình sẽ chơi luật triệu vấn. Thì vậy là cùng lên top triệu vấn rồi anh em ạ. Nhiều anh em bảo mình đó là tại sao hay làm clip triệu vấn mà đánh mãi không lên top. Thì thực sự thì mình cũng đánh triệu vấn đâu có nhiều đâu. Quan trọng đó là mỗi tuần mình đánh ít trận, làm clip cho anh em xem. Thì ở tuần vừa rồi thì nói chung thì mình cũng đánh đó là khá nhiều một xíu để có thể tuần này reset thì nó lên top. Ở rank cao thủ đầu mùa thì cực kỳ là gắt luôn anh em ạ. Mình pick triệu vấn mà tem không cho luôn ấy. Đó là cùng một lý do. Bởi vì triệu vấn thì giai đoạn đầu game khá là yếu, anh em có thể thấy. Tuy là mình đi đơn nha, nhưng mà giai đoạn đầu game thì anh em có thể thấy chat. Tại mình chat đó là cánh bùa rồi, ai cũng check map cả anh em ạ. Cũng giống như đó là mình vậy thôi. Khi mà lên DSP ấy thì luôn luôn đó là phải check map cho rừng. Cho dù đó là rừng là vị tướng nào đi chăng nữa. Bởi lên cao thủ mà anh em chỉ cần sơ suất một xíu là mất bùa, mà anh em cũng biết rồi, mất bùa thì cực kỳ là thọt. Hơn nữa thì SP thì chắc tất nhiên đó là có nhiệm vụ đó là check map, cũng như là kiểm soát rừng của tem địch để biết tem địch ăn bùa hay chưa. Pha này thì mình nhận thấy là tem địch khá là thấp máu này, pha này liệu có bắt được hay không? Rồi mình sẽ dí chiêu cuối. Uầy, thế thôi xong rồi, pha này không ăn được rồi anh em ạ, sai rồi. Cứ ngờ là ăn được hai màng thơm tho giai đoạn đầu game thì giúp triệu vấn là sánh sáo. Ai dè là bị bốn người của tem địch hấp diêm luôn anh em ạ. Pha đỏ thì rừng tem địch chạy khá là nhanh, nên là mình không dí được ấy. Pha đỏ mình dí chiêu cuối vào tánh cờ thì mình dí được, nhưng mà dí chiêu cuối vào tánh cờ thì đám của mình cũng chưa đủ sát thương để hạ gục được hai thằng ngu. Chửi mình và mít tém mình rồi đây. Ok thì tất nhiên thì pha đỏ thì hên xui thôi, ăn được thì gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Mà không ăn được thì chắc chắn đó là giúp tém đích đó là xanh xao hơn. Uầy, pha này phở lo hay à. Nó chạy được rồi anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ tập trung farm một xíu nhá. Cũng như đó là eo su tém mình chạt đó là farm đi. Thực tế thì triệu vẫn farm có một xíu đô có thể đó là gánh tím được. Anh em thấy trận trước mình chơi nhá, trận trước thì tuần trước nên là chơi lên top. Mình đó là làm clip đó là trận cuối cùng lên top, anh em thấy trận đó cực kỳ đập thọt luôn ấy. Lật kèo trận đó thì phải gọi là báo phê luôn. Gọi là lật kèo không thể đó là hay hơn được nữa ấy. Thì đó là những trận đấu cực thọt vậy mà triệu vẫn còn lật được kèo, hướng gì là giai đoạn đầu game chỉ mới đó là mất một điểm hạ gục. Quá là đơn giản anh em ạ, nếu mà anh em biết cách tận dụng và phá một xíu. Mình chơi triệu vấn thì thọt nhiều rồi, cũng như là lúc livestream với anh em, đánh cùng anh em cũng vậy, thọt nhiều rồi nên là quen anh em ạ. Mà đồng đội có nói gì đi chăng nữa thì mình cứ lăng lăng mà đánh thôi, chứ mình cũng chả chát lại rồi chửi lại gì cả. Bởi vì thực tế, pick triệu vấn đó là lên rank càng cao, cao thủ nhiều sao thì càng mạo hiểm nhá. Thì pha này thì mình sẽ rình rập đấy xem là có con mồi nào hay không, nhưng mà hiện tại thì mình tém mình lên bảng điểm số rồi. Uầy, pha này bị kéo, bị thôi miên này, khá là xui anh em ạ. Ôi, eo su tem binh. Ôi, và nắn được kia hay, pha đỏ thì chiêu cuối rất bắn phạt khá hay ấy. Thế pha đỏ mình định cũng tí vào vì tưởng yếu máu ai dè, đó là bị Mina anh em ạ. Nó kéo rồi, nó thôi miên ấy. Nghe khá là thọt rồi. VKL. Rưng với mít AFK đi. Bỏ triệu vấn mà làm người. Đấy anh em thấy chưa, cứ pick triệu vấn thọt một xíu là bắt đầu là bị áo tú nói ấy. Bởi vì giai đoạn đầu game ấy, giai đoạn cầm tròn thì mình cũng xin triệu vấn đi rưng mà. Ông kia cũng chạt là bỏ triệu vấn đi. Bởi vì thực tế thì chơi triệu vấn nếu mà anh em chơi một cách bình thường ấy, thường là rất chỉ là yếu đầu game luôn anh em ạ. Chơi thường đó là anh em thích những vị tướng mạnh đầu game. Mịt ngu rồi, mịt di chuyển. Trận này thì mình đã gà rồi. Thực tế thì trận này thì mình vừa gà vừa suý nữa.
lại gặp thêm ông Mịt nữa anh em ạ, lại vừa suối vừa gà. Ok thì nói chung thì bây giờ cố gắng tập trung phá một xíu nhá. Cũng chưa có gì đó là có thể đáng nói cả, bởi vì tém mình thì vẫn còn trù. Thì vẫn còn trù thì triều vẫn còn được phá, mà còn được phá thì có thể gánh tím được. Nhiều anh em bảo là tại sao có những clip nó dễ dàng như vậy, 5, 6, 7 phút một game. Thì tùy thôi anh em, có trận thì có những trận đấu dễ dàng, có những trận đấu khó khăn, chứ đâu phải là trận đấu nào cũng dễ đâu, trận đấu nào cũng khó đâu. Ok thì pha này thì mình sẽ ulti vào đó xạ thủ của tém địch này. Ăn được màng của xạ thủ của tém địch rồi thì 36 kế, rồi là chuôn là thường sạch thôi. Hên anh em ạ, pha này thì chạy được. Thì mục tiêu của mình chắc chắn đó là những vị tướng máu giấy rồi, ví dụ xạ thủ hay là pháp sư hoặc là rừng tém địch. Chứ lúc này thì mình bắt Mina phát và cái kết. Hiện tại bây giờ thì phở lò đang khỏe nhá, mà phở lò thì cũng hay nữa, nên là mình sẽ lùi lại một xíu. 41 rồi anh em ạ. Tém địch ăn nhiều màng quá, hiện tại thì bị tém mình đó là khá là fit anh em ạ. Uầy không nắm rồi. Cứ ngờ là mình fit IZ là bị tém mình cũng fit luôn. Uầy pha này thì mình sẽ uầy đình lại bắt phở lò anh em ạ. Nhưng mà gặp ngay đá xí nữa nên là sẽ lùi lại một xíu và phám nhá. Nghe khá là khó một xíu rồi anh em ạ. Pha này thì không biết. Uầy bắt luôn. Này thì bắn trù này dính ngay cái sát vước đến từ Omen lên bảng điểm số này và cái kết. Thì có, đó là cái double kill dành cho mình khá là thơm rồi anh em ạ. Pha này thì mình sẽ lui chạy về luôn nhá. Chứ thấp máu thế này thì lên cũng không hay ho cho lắm. Thì hy vọng đó là giai đoạn tiếp theo thì ra tém mình có thể đánh hay hơn một xíu nữa để có thể là lật keo được trận này. Chứ thực sự mà fit quá thì cũng khá là khó anh em ạ. Pha này thì có thể chơi được đây. Eo su tém binh thì nói chung bộ xạ thủ cấu rỉa từ xa thôi, còn những đòn bắn tay thì không phải là quá tốt. Đám thì cũng thấm, nhưng mà đòn bắn tay thì thứ nhất đó là khá chậm, thứ hai đó là không được như những vị tướng xạ thủ khác. Nhanh nhám sơ lim mà giai đoạn late game thì cực kỳ là khỏe và cực kỳ là mạnh luôn ấy. Thì giai đoạn này là bắt đầu giai đoạn khá là khỏe của Triều Vân rồi, nên là có thể chơi được rồi. Pha này bắt luôn này, lên bảng điểm số này. Mục tiêu của mình chắc chắn là những vị tướng yếu máu rồi, và xạ thủ của tém địch luôn luôn đó là trong tâm ngắm của mình nhá. Phải bắt được sơ lim mới có thể là giao tránh được. Chứ để sơ lim mà nó bắn này, sơ lim mua này bắn nó rạt cực kỳ luôn anh em. Bắt luôn này, chơi luôn này. Với đá xì thì mình không hề sợ nha anh em, bởi vì chiêu 1 của mình thì có hóa giải rồi khống chế ấy. Đá xì mà dính cái má trần thường với chiêu vẫn có thể hóa giải được, không vấn đề nào cho lắm anh em ạ. Pha này thì tận dụng khoảng thời gian này đó là ăn bùa, thì bây giờ mình hiện tại thì khá là sánh rồi, có thể đó là chơi và cấn được tém địch rồi anh em ạ. Tầm này thì bên địch là mình không sợ ai nữa nhá. Đấy, khi mà tém mình hoặc là đồng đội mình mà lỡ đó là có khinh thường mình đi chăng nữa thì anh em hãy thể hiện bằng đó là trận đấu, chứ đừng có thể hiện bằng lời nói anh em ạ. Thể hiện bằng lời nói chả được gì cả, nên là anh em hãy thể hiện bằng đó là trận đấu thôi. Ví dụ như bây giờ thì chắc chắn là tém mình không nói gì mình nữa. Rồi pha này bắt này. Ê, mục tiêu của mình chắc chắn đó là xạ thủ của tém địch rồi. Pha này thì bắt sơ lim trước nhá. Nó vẫn chạy được anh em ạ, bởi vì hiện tại thì tém mình đó là cái trụ này chưa lấy được, nên là nó chạy vào tâm trụ rồi thì thôi, mình sẽ không đuổi nữa. Và pha này thì sẽ lấy trụ. Ôi, lại có môi thơm rồi, tự nhiên Mina tém địch lại cổng cho mình một cái màng anh em ạ. Phá đỏ thì Mina hết đường chạy rồi, bị thập diện mái phục luôn. Một đường thì Omen, một đường thì ra vào mình, một đường nữa thì thến, hết chạy luôn. Thì pha này thì mình sẽ bắt sơ lim trong trù luôn này. Anh em thấy nãy giờ mình không cho sơ lim chơi game luôn nhá. Được giai đoạn đầu game thì nó hành mình thôi, còn giai đoạn này thì mình bắt đầu là khỏe rồi, một con bó của mình kết thúc được một mục tiêu, kể cả trong trù nha. Thế là từ nãy giờ thì mình ăn sơ lim 4 màng liên tục luôn, không cho sơ lim chơi game luôn. Thì chắc chắn là mục tiêu của anh em là vậy rồi, chơi xạ thủ, đấu sĩ hay là những vị tướng nào khác, mục tiêu là bắt sát thương chủ lực của tém địch mà đánh thôi. Con lầy bổ rá. Giá tém mình thì chơi có vẻ là khá kém anh em ạ.
của tém đích mới dám là check map lên cao thôi. Còn ví dụ như slim hay là rừng tém đích lên cao thì quá là mạo hiểm. Nên là pha này thì mình ăn được, đó là tà thần rồi. Bây giờ thì mình lại thực hiện chiến dịch đó là bắt nhá anh em. Pha này thì mình sẽ rình đập đấy này, hiện tại thì thế lính đang lên cao. Nên là mình sẽ rình rập đấy để xem đó là có ai ra đẹp hay không. Ui, Slim khá là tỉnh đến từ vị trí Slim nha. Slim pha đầu mà quá là chắc chắn là mình bắt được nó ấy. Lại không quá rồi, không biết nó có quá hay không nha. Rồi, mình nhận thấy là có rừng tém đích này. Nó hết chiêu cuối rồi, hết chiêu 2 để lượt chạy về rồi. Và chắc chắn thì pha này lên bảng điểm số. Ui, pha này thì dính láo của Slim. Ui, dính thêm đó là phô ló nữa. Mình vẫn đang còn giáp hồ mình. Những pha này quay lại dính láo rồi, hay quá. Nhưng mà không sao cả anh em ạ, dù sao thì pha đỏ tém đi cùng bắt 3 người. Và tiền đê đó là cho mình tém mình lấy trụ đường dựa. Với trang bị dành cho đó là triều vận thì mình sẽ lấy như sau: đầu tiên kiếm trí hồn, tiếp đến dây kiến cương, phức hợp kiếm, trận đấu thì kết thúc ở đây rồi anh em ạ. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi kênh này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Bye bye.